Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay, vừa nhất bác, chàng trai đa tài xấu hổ khi bị nhắc lại thời trẻ trâu, chưa lại nhịn gặp biến căng. Ngoài khả năng ca khiện nổi tiếng, bạn biết gì về vừa nhất bác, một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất hiện nay? Vừa nhất bác, thành viên nhóm nhạc Hàn Trung Uniqlo, là một diễn viên tiềm năng của Showbiz. Đặc biệt sau tiếng vang lớn của bộ phim Trần Tin Lệnh, vừa nhất bác thu được thêm một lượng fan đáng kể, cùng tìm hiểu một chút về nam thần này nhé. 1. Debut với hình tượng bạn trai hoạt bát. Vì vai diễn Lam Vong Cơ lạnh lùng, ít nói trong Trần Tin Lệnh quá thành công, nên nhiều người mặc định vừa nhất bác chỉ nhận những vai diễn cao lạnh. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác. Trước khi nội đình nội đám, những nhân vật mà anh chàng này diễn thường rất vui vẻ, hoạt bát, thậm chí hơi tăng động. Có thể kể đến một số tác phẩm minh chứng cho sự hoạt bát quá mức của vừa nhất bác như Đối tác hoàn hảo, vai Triệu Thư Vụ, Ngừng nói, Yêu thôi, vai Sương Lâm, Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, Lầm dài nhất. Đặc biệt trong bộ phim mới Hữu Phỉ, hợp tác cùng Triệu Lời Dịn, vừa nhất bác sẽ một lần nữa vào vai chàng trai thông minh nhưng cũng rất chiêu trò, tạo doạn. Người hâm mộ vô cùng mong chờ vào lần tái xuất này của vừa nhất bác. 2. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Vừa nhất bác luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Đặc biệt anh chàng này rất ít nói và ngại bắt chuyện với người khác. Thực chất bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, vừa nhất bác lại là một chàng trai vô cùng ấm áp. Chàng thần tượng này luôn dùng hành động để thể hiện sự quan tâm thay vì những lời nói hoa mỹ. Trong fan meeting của Trần Tin Lệnh, sau khi ký tên cho fan vừa nhất bác còn cẩn thận thổi cho chưa nhanh khô. Sau khi hoàn thành cảnh quay trong Cùng Em đến Định Vinh Quang vì không muốn fan phải buồn lòng, khi không được nhìn thấy thần tượng, vừa nhất bác đã bất chấp cái lạnh đứng cạnh xe đồ ăn bắt chuyện và để người hâm mộ chụp hình mình. Thấy fan đến cổ vụ mình phải đứng dưới cái nắng oi bức, chàng nam thần này còn cực kỳ tâm lý hỏi han xem mọi người còn nóng không, có cần mua nước không. Thế đây chưa biết thì cứ nghĩ vừa nhất bác lạnh lùng khó gần, nhưng tìm hiểu rồi mới thấy chàng trai này ấm áp thế nào. 3. Đã chéo chân, sáng tít tận lĩnh vực thể thao. Nhìn vừa nhất bác thư sinh như vậy không có nghĩa là anh chàng này nội tâm mỏng manh. Thực chất ngoài đam mê vũ đạo và ca hát, đua mô tô cũng là môn thể thao khiến vừa nhất bác phát cuồng. Điều đó khiến các fan hâm mộ phải ghen đỏ mắt với các em mô tô và mũ bảo hiểm của idol nhà mình. Không chỉ đơn giản là một sở thích, vừa nhất bác yêu thích đua xe đến mức cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Ước mơ của anh đã được thành sự thực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 khi anh ký hợp đồng chính thức với đội xe Vạn Lý Đạt Yamaha MLT. Thực tế chứng minh vừa nhất bác là một tay đua rất cử. Anh chàng đứng đầu nhóm tuyển thủ mới trong giải đua Asia Road Racing Championship vào tháng 8 vừa qua. Trong một lần phỏng vấn khi được hỏi lý do yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, vừa nhất bác đã không ngần ngại trả lời vì thấy như thế rất cầu. Quả thực nhìn anh chàng này vô cùng ngầu, khiến người hâm mộ lụy tim mỗi lần trượt ván và trên đường đua. Vừa nhất bác từng nửa đùa nửa thật nói rằng dù anh chàng có rút khỏi showbiz, các fan cũng đừng buồn, fan vẫn có thể cổ vũ một ngôi sao thể thao mà. 4. Nhảy, hip hop là đam mê từ trong máu. Vừa nhất bác lúc mới bước chân vào giới giải trí với vai trò là một ca sĩ, một vũ công. Đối với vừa nhất bác, nhảy chính là đam mê, chỉ có yêu thêm chứ không bao giờ có thể thay thế. Trong chương trình Produce 101, vừa nhất bác đã khiến người xem không khỏi khâm phục, nỗ lực theo đuổi đam mê của mình. Anh chia sẻ từ nhỏ bản thân đã mắc bệnh về cơ tim, để có thể nhảy mỗi ngày anh đều phải chuyển đến 8 chai nước. Sự nghiêm túc đối với vũ đạo của vừa nhất bác còn thể hiện qua các lần trình diễn. Trong đó có một lần đang nhảy thì gặp phải sự cố khăn quấn vào khuyên tai, nhưng vì không muốn có hạt sạn trong phần trình diễn xuất của mình mà anh vẫn vô tư kéo khăn khiến tai bị thương. 5. Thánh dập tắt các cuộc trò chuyện. Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp nay phải phỏng vấn vừa nhất bác chính là câu nói có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục của các fan dành cho chàng nam thần này. Mỗi một lần trả lời phỏng vấn, vừa nhất bác lại khiến cánh phóng viên chỉ biết câm nín khi vừa nhất bác trả lời. 6. Sợ ma, sợ bóng tối và sợ rất nhiều thứ nữa. Nhìn vẻ ngoài ngầu lòi thế thôi, nhưng thực chất vừa nhất bác lại là một đứa trẻ to xác. Trong một lần phỏng vấn, vừa nhất bác cho biết bản thân vô cùng sợ ma và sợ bóng tối. Khi đi ngủ nhất định phải bật đèn hoặc tivi. Không chỉ thế, chàng trai này còn rất sợ côn trùng, đặc biệt là châu chấu. Tiêu Chiến có lần đã tiết lộ khi quay Trần Tin Lệnh, anh rất thích trêu vừa nhất bác bằng châu chấu. Mỗi lần như thế là vừa nhất bác lại không ngừng la hét và chạy tuề khói. 7. Biệt danh ngọt ngào thổ mới vào nghề. Nếu yêu thích vừa nhất bác thì chắc hẳn
không thể không biết hai biệt danh mà fan dành tặng cho anh chàng này. Từ những ngày đầu debut cùng nhóm nhạc Uniqlo, Vương Nhất Bác luôn mở đầu với câu nói "Xin chào mọi người, em là Vương Điềm Điềm, vị ngọt mối tình đầu". Điềm Điềm tiếng Trung có nghĩa là ngọt ngào, cùng từ đó fan luôn gọi anh là Vương Điềm Điềm, một chàng trai có vẻ ngoài vừa lạnh lùng, cao có, nhưng đôi khi lại rất ngọt ngào, đáng yêu, khiến người đối diện rất muốn bạo bọc. Bên cạnh cái tên Điềm Điềm, Vương Nhất Bác còn biệt danh là Bạch Mậu Đơn. Xuất phát của biệt danh này chính là bởi Vương Nhất Bác đến từ Lạc Dương, nơi sản sinh ra loài quốc hoa của Trung Quốc, hoa mậu đơn. Fan đặt cho Vương Nhất Bác biệt danh Bạch Mậu Đơn là bởi anh chàng này có làn da sáng mịn, gương mặt thanh thoát như chính loài quốc hoa của họ. Không chỉ vậy, Bạch Mậu Đơn còn có nghĩa là cao ngạo, sang chói. Nhưng các bạn diện từng tiết lộ, nếu bây giờ bị gọi bằng hai cái biệt danh này, anh chàng sẽ đỏ mặt xấu hổ. Để nói về Vương Nhất Bác thì từng đó thôi vẫn chưa phải là tất cả, nhưng như vậy cũng đủ để những người chưa biết anh hiểu rõ hơn về một Vương Nhất. Triệu Lệ Dịnh gặp biến căng, bị vạch trần bộ mặt thật sau khi nổi tiếng. Triệu Lệ Dịnh lại nhận biến căng khiến người hâm mộ bất ngờ. Triệu Lệ Dịnh vốn là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ, mọi nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những ồn ào sau khi ly hôn, thì mới đây Triệu Lệ Dịnh bất ngờ gặp biến căng khi hàng loạt blogger nổi tiếng đồng loạt đăng tải thông tin vạch trần con người thật của nữ diễn viên. Theo chia sẻ của những người này, mỹ nhân họ Triệu có thái độ hạch sách, gay gắt với ekip ngay trên phim trường. Điều này đã khiến hàng loạt netizen phẫn nộ, không ít lời mắng chửi nữ diễn viên sợ kiều chuyện mắc bệnh ngôi sao. Chưa dừng lại ở đó, có người còn tố phía nàng nhìn bạo cư xử tệ với người hâm mộ. Theo người này tiết lộ, khi Triệu Lệ Dịnh xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Ninh Ba, Trung Quốc, để quay phim đã bị một fan đứng quay. Sau đó, người này đã bị nhân viên của Triệu Lệ Dịnh đứng ra đòi kiểm tra điện thoại và xóa hình. Tranh cãi giữa cả hai ngày càng gay gắt, nhân viên của Triệu Lệ Dịnh còn giật điện thoại của người chụp ảnh để xóa hình. Tuy nhiên, sau khi thấy trong máy không có bất kỳ hình ảnh nào nên đã trả lại điện thoại cho fan nữ kia và không một lời xin lỗi. Chính thái độ gay gắt đã khiến fan nữ kia bức xúc và đăng đàn bóc phốt Triệu Lệ Dịnh kiêu căng, ngạo mạn, đạo đức giả. Nhiều người nhận xét rằng ekip muốn ngăn chặn tình trạng chụp ảnh, quay phim đáng lẽ ra cần có động thái tinh tế và mềm mỏng hơn. Việc xử lý thô bạo đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh hiền lành mà cô xây dựng bao nhiêu lâu nay. Về phía Triệu Lệ Dịnh vẫn chưa có thêm thông báo phản hồi về những lời bị tố này. Nhắc đến Triệu Lệ Dịnh, không ai là không biết đến mỹ nhân vừa xinh đẹp lại có diễn xuất được đánh giá cao. Nhiều bộ phim của cô nàng đạt được lượng rating vô cùng cao khiến người hâm mộ đặt cho Triệu Lệ Dịnh danh hiệu nữ hoàng rating. Những năm gần đây, mỗi bộ phim của Triệu Lệ Dịnh đạt được mức rating lý tưởng, bất luận là Hoa Thiên Cốt, Sợ Kiều Chuyện hay là Lão Cửu Môn, do vậy không thể phủ nhận danh tiếng của Triệu Lệ Dịnh trên màn ảnh Hoa Ngữ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.